Chào bác nhá. Bây giờ mình quay trực tiếp cho bác để bác xem là cái nậm sừng nó như thế nào mà cái nắp nó lắp ra làm sao nhá. Thứ nhất này, đây là cái dây nậm sừng này. Đấy. Một bộ của nó theo quy định ấy là nó sẽ có 5 sản phẩm. Đây. Bạn nhìn này. Một cái tròn tròn này này. Hai là quả hồ lô này. Ba là cái miếng dạng long đen này. Bốn là cái hồ lô dài này. Năm này là cái miếng nữa này. Đấy, đây là tổng cộng là một bộ. Lại sang bộ tiếp theo này, 5 sản phẩm là một bộ này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, 5 chi tiết là một bộ này. Đấy, cái này 1, 2, 4, 5, 5 chi tiết là một bộ. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp cho bác nhá. Đây các bạn nhìn thấy đây này. Đây là một gánh lồng như thế này nhá. Cầm điện thoại đây. Đây. Như đúng trong clip quay cho bác nhá. Đầu tiên là cái bát dầu này lắp trước này nhá. Cái này tùy sở thích của người lắp rồi, muốn lắp cái nào cũng được, nhưng đây mình lắp này. Cái hai là cái quả đây này, quả lơ nhỏ này, nếu không thì sẽ lắp thêm cả cái này nữa. Đây, lắp thêm cả cái quả tròn tròn này này, thấy chưa? Muốn lắp thì lắp, muốn lắp thì thôi. Ví dụ lắp vào này, cái này này, đây này, thành như này nhá. Đấy, có thể lắp trực tiếp xuống như thế này nhá. Bạn ơi, lắp trực tiếp xuống như này. Về bao nhiêu chưa? Lấy ghép vào cái đấy đi. Đấy, lấy ghép khác rồi. Ok chưa? Nếu không muốn lắp nữa, chuyển nó đi này, thêm vào đây, như này, nhá. Đây, lắp xuống này. Đấy, cái thành như thế này. Chưa? Rồi, bỏ ra. Lắp cái phần dưới này nhá. Đây, chi tiết này, chi tiết thứ hai. Lắp vào đây. Ok chưa? Này, đây là ốc, ốc này, đây nhá, đây, 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 đây này, mình phải tiếp vào, nhá, thế là hết. Muốn lắp thêm cái này này, cái này này, đây này, muốn lắp thêm bao nhiêu cái như thế nào ấy thì phải lấy từ các bộ khác để cho vào. Đấy, ví dụ muốn lắp thêm cái này xuống cái này, đúng không? Như thế nào, 1, 2, 3, đây, để lấy từ bộ khác cho vào, tức là nó sẽ rơi lấy phải lấy từ bộ khác cho vào chứ không phải là ở bên này. Được chưa? Đấy, bây giờ không có bộ khác nữa, bỏ cái này ra. Cho xuống đây, đúng không ạ? Ta xoáy vào cũng là một kiểu nó lắp. Cái này là tùy từng chiếc lồng và tùy từng loại lồng mà chúng ta có thể căn cứ mà chúng ta lắp. Cái này nhá, mình đã quay rất nhiều video và clip để cho các bạn là các bác xem này. Đây. Mình làm cái clip này ấy, để cho một số anh em thấy rằng là gì, tại sao những anh em thấy chỉ có 5 sản phẩm mà tại sao mình lắp lại có nhiều, vì mình thích mình lắp cho nhiều vào thôi. Đấy, còn đây á, cái bắt đầu là thế, các bạn muốn lắp vào thì lắp, còn không lắp thì thôi. Đây mình tháo ra này, tháo ra này, bỏ này luôn này, nhấc cái này ra này, bắt đầu này, không cần vứt vào đây này, quay vào đây, vào đây này,
đấy, chỉ cần lắp như thế này thôi. Cái này bên dưới này, cho vào đây, khói ốc và thế, đây cũng là một kiểu lắp, ok chưa? Còn mẫu lắp sườn này có rất nhiều mẫu khác nhau, và đây là một trong những cái mẫu đó. Ok bác nhá, bác xem rõ clip này giúp em. Đây này, nhá. Còn vấn đề gì chưa hiểu thì bác bảo em, gọi điện trực tiếp cho em giải thích cho bác nhé. Mỗi vùng miền ấy thì nó sẽ có cách lắp và kiểu lắp khác nhau, chứ không phải là cứng nhắc một kiểu, cái này do sở thích của mỗi người. Còn nhấn mạnh lại bác là những cái này này, muốn lắp thêm lắp như nào thì em lắp 3-4 cái vào đây này. Cái gánh này dài này, có những cái lồng ấy mà cái khoảng cách đây nó bị dài quá này, ngắn quá này, thì mình dùng cái này này. Đây này, không biết cái này không? Đấy, phải dùng cái này này, mài bớt nó đi, phải lắp vào đây cho nó vừa. Đấy, máy cắt. Thế còn ấy, nếu mà trường hợp mà nó ngắn quá, cái lồng này nó bị dài này, phải mua thêm những cái bộ này để lắp vào đây cho nó vừa. Ví dụ cái này vào đây này, đệm một cái ở trên, đệm một cái ở dưới này để cho nó vừa. Đấy, hoặc là thích nữa nhiều nữa thì cho 2-3 cái ở dưới này cũng được. Thì vấn đề là mình phải mua thêm từ các bộ khác để mình lắp vào. Chứ một bộ của nó chỉ cho mình là 5 cái thôi. Mình đã quay rất nhiều có video có clip rồi nhá, có vấn đề gì gọi điện trực tiếp cho mình. Cứ cho em lắp hết nào đi, bằng cái hộp quẹt luôn. Đặt gì?